Trời ơi, hồi đó em mời em cưới ngoài đi chơi đó chị. Em trời ơi, 46 ngàn rồi đi. Trời ơi, trong cuộc đời của em thiệt tình, hồi xưa em mời có 20 bàn đám cưới rồi mấy chị, mỏng ai đi lỗi 8 bàn đi mấy chị. Trời ơi. Em ở sân khấu mà em nhìn xuống cái bàn nó còn trống trơn, mà trong khi đó trễ 2 tiếng hồi chưa thấy người tới mấy chị. Trời ơi, chấn động. Thôi đám cưới của anh 46 ngàn, 50 ngàn rồi đi. Ôi, chụp tấm hình, chụp tấm hình. Lên 50 ngàn cho em xin tấm hình cho nó đẹp nha mấy chị. Nay mặt sơ rê rồi. Trời ơi. Nay mặt đẹp rồi. Nó điên rồi. Nó bị chụp mấy chị. Nay mấy chị, chị em xin đông người coi cái em chụp hình cái trời ơi. Ôi, trong cuộc đời của em luôn á trời. Trời ơi, cảm ơn mấy chị đằng sau đi Quỳnh ơi. Dạ. Mấy chị đằng sau nhiều quá. Dạ, em cảm ơn mấy chị đằng sau nha. Ôi, mấy chị cho em xin 50 ngàn của 4 ngàn nữa. 4 ngàn nữa thôi cho cái con số nó chẳng nha mấy chị. Đẹp nha mấy chị. Trời ơi quý vị ơi, lần đầu tiên con Quỳnh nó like chấn động. Trời ơi, cà lâm luôn rồi. Chết cha, rung quá rồi. Hồi xưa mời có 200 người mỗi mai đi trơn á, đi được có 100 mấy à, 120 người rồi mà lỗ 80 người rồi. Mà giờ thiệt tình luôn mấy chị, thương em mấy chị ở đây với em một xíu nha. Ơi là trời, chấn động chấn động. Cảm ơn mấy chị. Cảm ơn mấy chị chia sẻ like cho em nha mấy chị nha. Trời ơi, 45. Xuống không, lên thành ngàn nổi không? 50 ngàn đi mấy chị ơi. Mấy chị cho em xin chia sẻ lên 50 ngàn người coi em nha mấy chị nha. Mấy chụp một tấm hình. Dạ, mấy chị ơi cho 50 ngàn đi mấy chị. Đứng dậy em, đứng dậy đi, đứng dậy. Hôm nay mặc đồ đẹp lắm mấy chị, em chuẩn bị gì lâu dữ lắm luôn rồi đó, em mặc đồ đẹp lắm. Té té té. Té cái ơi. Này, đẹp nè. 50 ngàn mấy chị ơi, cho nhỏ 50 ngàn đi mọi người. Mọi người ơi, mấy chị bao nhiêu rồi? 45. 45 ngàn rồi. Mấy chị cho em xin cái chia sẻ nha mấy chị, năn nỉ với mấy chị luôn, mấy chị ở đây với em nha mấy chị nha. Hình nha mấy chị. Ôi ơi. Em chụp tấm hình đẹp lắm. Lụ quên, em chụp tấm hình cho nó đẹp nha mấy chị. Cố lên, cố giống Phạm Quỳnh Anh quá Quỳnh. Nhiều đêm nằm mơ gặp anh tưởng rằng mới biết mất anh, cái bài mà đần 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 trong đôi cao su nhớ không? Ủa này đám cưới, nghĩ này nghĩa cưới mà mất anh. Không, ý là giống Phạm Quỳnh Anh á. Giống ghê trời. Ấy chồng em kia giống Phạm Quỳnh Anh kìa mấy chị. Tuột. Giống không mấy chị? Tuột rồi. Tuột rồi. Không được 50 rồi. Nãy có ai chụp giùm không ta? Không biết. Đã có chụp giùm không ta? Mấy chị có chụp hình giùm em chưa mấy chị? Thôi kệ, vậy được rồi. Thôi kệ, sell đi Quỳnh ơi. Hôm nay bữa hôm nay là kỷ lục thiệt rồi nha mấy chị nha. Cảm ơn mấy chị. Trời ơi, cái bông gì mà sang dữ vậy trời. Hồi ai thiết kế em? Ai thiết kế cái bông mà ngay dai sang quá vậy? Trời đất cơi, quá trời đẹp luôn nè. Trời ơi, hai màu. Quá trời cưng. Đẹp không mấy chị? Bông sen nè. Ý lộn, bông hồng chứ. Trời ơi, con vợ em giờ nó lay anh, nó bị tâm thần luôn rồi quý vị ơi. Cáo một máy cho. Sao kia bị tâm thần? Nó cũng na ná anh nha, như ở chung nhau nếu có cái cốt khùng nha Quỳnh nha. Không phải đâu, nồi nào cũng dung đó thôi. Cáo một máy chị nè. Nóng đúng không? Mấy chị ơi, mấy chị đừng có rời xa em nha. Mấy chị ra hồi nãy thật sự làm rất là cảm ơn mấy chị luôn. Là mấy chị đã chia sẻ like cho em được cái con số 40 ngàn người. Là cái con số mà em không thể nào 45 ngàn, 46 ngàn người. 46 ngàn. Em không thể nào mà tưởng tượng được trong cái đầu của em là em có thể là được 46 ngàn người. Thôi sao xíu. Em bởi lộn với 46 ngàn người là mấy chị đang xem like. Trong một cái like chỉ có 10 phút thôi. Mà được như vậy rồi, dù có tù thì em cũng vẫn vui và hạnh phúc cho mấy chị nha. Tại vì em đã được leo được tới đỉnh 46 ngàn người. Mà từ đó giờ có coi cái nào được kỷ lục gì không? Không bao giờ. Không bao giờ. Em cảm ơn mấy chị. Dạ dạ dạ, cảm ơn mấy chị rất nhiều. Sẵn nay thì em cũng thông báo với mấy chị là hôm nay là cái ngày kỷ niệm ngày cưới của em. Thì em cũng có đeo nhẫn cưới đàng hoàng, với lại em cũng có mặc sơ tơ đàng hoàng. Ghim 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 Quỳnh Quỳnh lại. Quỳnh ghim Quỳnh Quỳnh lại. Dạ, mà em dễ thương lắm. Ê lụ quên. Tự nhiên em nghe em dễ thương luôn, em bị liễu mấy chị. Ok. Trời ơi, em giờ mới nhớ nè. Đầy đủ hết trơn rồi, em thiếu cái bông. Đúng. Ủa, rồi. Ghê mấy chị. Thôi lỡ rồi, ngày mai em sẽ đeo cái bông sau không mấy chị ha. Mấy chị ơi. Rồi giờ cô dâu bán máy xe thịt đi. Đang nói chuyện với mấy chị chút mà đi mấy. Lẹ đi, tranh thủ đi Quỳnh ơi. Đạt lấy cái máy xe thịt anh chị Đạt. Nó như cái sọt rác gì ơi, cái gì mà like gì mà tùm lum đồ tùm lum vậy. Cảm ơn mấy chị nha. Hồi nay là kỷ lục thiệt rồi cho nên là em sẽ sale đồ nha mấy chị nha. Chị nào mấy chị yêu thương em, mấy chị nhắn tin qua fanpage em chút đơn qua tin nhắn nha mấy chị nha. Hồi đó ngày hôm nay là kỷ niệm của em nha mấy chị. Sale đất chấp luôn mấy chị ơi, cái gì cũng sale. Nồi niêu son chảo rẻ rề đi Quỳnh ơi. Rẻ rề luôn nha mấy chị nha. Chị em xin uống miếng nước. Cảm ơn mấy chị. Dạ, cảm ơn chị Lâm trà nha. Chị Lâm trà tặng sao kìa. Cảm ơn chị Lâm trà. Cảm ơn chị. Đó giờ nó vô xì tin nó gì ơi, nó vô xì tin rồi. Rồi. Cái tiệc nào thì cũng phải có nước đúng không mấy chị? Thì em live stream mình cũng vui mà. Mấy chị yêu thương em, mấy chị chia sẻ like cho em nha mấy chị nha. Rồi các bạn xem đồ nha mấy chị. Mà nay tự nhiên em thấy em đẹp, em không có quen con người của em thế nào á. Mặt sơ rê mà bán máy xì tin. Dạ,
nha mấy chị. Mấy chị ơi, chị nhắn tin qua fanpage cho em nha. Cái điện thoại chị đâu? Cái điện thoại chị đâu người ta? Gì vậy? Chị coi comment, chị coi bình luận, chị coi tin nhắn. À. Đâu rồi, có cái máy chói chị test rồi. Chị máy test nó đâu? Cái máy test chị nó đâu? Nó quýu rồi. Máy test chị đâu? Cưng hả? Cảm ơn mấy chị ơi, mấy chị ở đây với em nha. Hôm nay em xem đồ để em đánh trong đầu, em coi em đánh gì nha. Lâu quên. Em xem cái gì nhóm mấy chị. Máy xịt thịt. Dạ. Nước rửa tay, nồi, chén, quạt máy. Dạ, bây giờ em sẽ sale cho mấy chị là cái quạt máy. Chị quạt máy sale 150.000 nha mấy chị. Cái quạt máy mới đâu vậy mấy chị? Ủa cái quạt máy. Rồi sao? Em mấy chị. Dạ đúng rồi. Mấy chị ơi, mấy chị như mua hàng mấy chị nhắn tin qua fanpage giùm em chút đơn qua tin nhắn nha mấy chị nha. Hôm nay kỷ niệm ngày cưới của em, thẳng đây thì em sẽ kiếm cái quạt này là 150.000. Quạt này quạt có tích điện nha mấy chị nha. Mình sẽ sạc điện nha mấy chị nha. Mình còn bao nhiêu người coi em? Dạ. 31.000. 31.000. Trời ghê trời. Ôi, tự nhiên thấy đông, cái tự nhiên cái em nhiều chuyện rồi mấy chị. Trời ơi, 31.000 ghê thì cái trời. Ồ, này like hơn anh luôn rồi. Ghê thiệt, mừng lắm mấy chị, vui nữa. Nào giờ trong cuộc đời của em mà em không biết sao mày có còn kỷ lục giống vậy không nữa. Em nói thiệt luôn á, hôm nay là 46.000 là cái con số hơi bị khủng luôn á mấy chị. Trong cuộc đời của em á mọi người, cảm ơn mấy chị rất là nhiều. Thôi không nói nhiều nữa nha mấy chị nha. Theo đồ cho mấy chị nha mọi người ơi. Đây mấy chị, bây giờ em sẽ test cho mấy chị coi cái máy xay thịt này. Cái máy xay thịt ngon dữ lắm luôn á mấy chị. Cái này là nó tầm có được khoảng 2kg mấy chị nha. Để thịt trên đây. Giá máy ép em còn á chị Yến Khoan ơi, chị nhắc tin qua fanpage cho em nha mấy chị nha. Mấy chị ơi, hôm nay em sale đồ kỷ niệm ngày cưới của em, mấy chị nhớ mua hàng mấy chị nhắc tin qua fanpage giùm em. Và đặc biệt là mọi người nhớ chuyển khoản hết giùm em vô số tài khoản tên là Tạ Thị Quỳnh Anh. Mệt đâu mà đâu mấy chị rất nhiều không mệt bánh anh lai phụ nha. Không sao mệt được, nay ngày vui của con tay với chị yêu thương mấy chị ủng hộ quá trời. Không rồi đó, em nhớ em mặc áo cưới em mệt mệt em thở không nổi không, em xỉu không? Nhớ. Dạ. Mà giờ em có bị giống cảm giác đó giống vậy không? Không. Không. Tại sao lúc đó em bị mệt? Tại cột chặt áo quá. À. Giúp em bé. Cái gì? Cái gì? Ghê thiệt. Là cái em bé là mới đám cưới hả? Ghê thiệt, nhỏ này ghê thiệt, nhỏ này mặc khoái ăn cơm chứ kẽn nè. Trời. Cái đó là niềm hạnh phúc của mọi người đó. Hên rồi mày, cưới mày chết rồi. Trời ơi. Giờ ẩm con kìa. Ghét ghê mấy chị, nghĩ sao vậy trời. Cảm ơn mấy chị rất nhiều. Mấy chị ơi, mấy chị muốn hàng mấy chị nhắn tin qua fanpage lên dùm của làm này dùm em nha mấy chị nha. Nhẹ nhẫn cưới rồi mấy chị. Ôi, sao bình thường không đeo mà livestream mới đeo. Tại nay kỷ niệm ngày cưới mà. Thôi vô thịt lẹ đi bà ơi, bà nói nhiều quá. Tự nhiên đẹp chứ. Vô thịt đi. Vô thịt. Đây mấy chị, mời. Em sẽ xay thịt cho mấy chị coi. Chị nào muốn mấy chị nhắn tin qua fanpage giùm em. Cái gói xay thịt thủy tinh nha mấy chị nha. Nó có 4 lưỡi dao, giá của nó là 550.000 nha mấy chị. Ôi mấy chị nè, thịt và có da luôn nha mấy chị nha. Không cần phải cắt nhỏ, cứ để ngay vào giùm em thì nó sẽ tự động nát cho mấy chị coi luôn. Ghê thiệt, trời cô dâu gì mà kỳ vậy. Cô dâu gì thấy gớm vậy. Có cô dâu nào bán máy xay thịt không? Anh này em kỳ ghê luôn á, mấy chị chúc hạnh phúc quá trời kìa, đúng không mấy chị? Cảm ơn chia sẻ mấy chị, xin mấy chị chia sẻ đi. Mấy chị thương em, mấy chị cho em xin cái chia sẻ nha, thật không ấy vậy? Thôi vậy, nói mấy chị hỏi là ngày nào mặc gì cũng được không, nó bị kỳ không? Mấy chị ơi, mấy chị mua hàng mấy chị đừng có để lại số hỏi trên like nha mấy chị nha. Em chốt đơn qua tin nhắn, mấy chị nhắn tin giùm em nha mấy chị. Em chốt đơn cho cả nhà mình nha. Và ngày hôm nay là nhân dịp kỷ niệm nữa cho nên em sẽ sale rất là nhiều mặt hàng, thì mọi người nhớ chuyển khoản cho em nha mấy chị nha. Em cảm ơn mấy chị rất nhiều. Mà mấy chị thấy phong cách này em ok không mấy chị? Nếu ok tại em có nhiều làm sao rơi dữ lắm. Thì em ngày nào cũng mặc như vậy em phục vụ cho mấy chị nha. Niềm vui của mấy chị là niềm hạnh phúc của em. Cảm ơn mấy chị. Hay quá, nói chuyện khéo quá, nói chuyện như mấy nhỏ bán đất luôn á. Nói chuyện như mấy nhỏ bán đất nền luôn á. Hay thiệt, nói chuyện khéo, niềm vui rồi nọ. Chứ sao? Trời ơi, người ta ít học nhưng mà trong đầu ta cũng có nhiều chữ lắm chứ bộ. Học lớp mấy nghỉ? Học lớp 10 cũng nghỉ rồi. Sao nghỉ mà rồi? Học hết học kỳ 1 nha, chứ chưa hết học kỳ 2 nữa. Là lớp 9 rưỡi à? Kỳ 9 rưỡi là 10 rưỡi. 10 rưỡi à? 10 rưỡi mấy chị, 10 rưỡi là ăn Tết là chuẩn bị qua học kỳ 2 là em nghỉ rồi. Hay vậy? Ừ, tại vì trong đầu em đủ chữ rồi mấy chị. Cho nên không cần phải học nữa. Cảm ơn cả nhà mình rất nhiều rồi. Bây giờ ở sao hết bị birthday vậy? Không, cái này hết tên gì vậy? Hết em... bây kỷ niệm ngay cười. Thôi được rồi, bớt hát đi cháu. Ghê lắm. Bấm nè, đi, bấm đi. Để mấy chị, không, mình phải dịnh lại với mấy chị. Tại vì nó mạnh dữ lắm mấy chị. Để không rồi là nó giật mấy chị lên luôn á. Rồi cái máy xay thịt này là 550.000. Có bằng thủy tinh, thường thường thủy tinh xài rất là bền nha mấy chị nha. Đặc biệt rất là ngon, rất là ok. Cái này là 550.000, mấy chị mua hàng. Ủa 35.000 luôn rồi kìa. Lên nó rồi kìa anh. Mấy chị, à? Mấy chị thương em, mấy chị đừng có để lại số hỏi trên like. Em sợ quỷ mang mấy bóc đơn của em á mấy chị. Inbox kêu chị inbox. Mấy chị nhắn tin cho em nha mấy chị. Ủa cái đầu thương nha. Xả dài nhanh vậy má.
mấy chị nhắn tin cho em nha mấy chị. Mấy chị nhắn tin qua fanpage giùm em chốt đơn cho mấy chị nha. Ủa 36.000 rồi, khi càng ngày càng lên mấy chị ơi, chắc chết quá. Cái hôm mấy chị thôi mình test cho mấy chị không nói nhiều nữa. Mấy sao thật em còn khoảng là 7 cái nha mấy chị nha, mấy chị mua liền đi. Nhắn tin và chuyển khoản vô số tài khoản Tạ Thị Quỳnh Anh nha mấy chị nha. Cảm ơn mấy chị rất là nhiều. Thôi quỳnh bye bye mọi người bên này đi nè, quỳnh dạ. Bye bye mọi người. Cảm ơn mấy chị nhớ theo dõi em nha mấy chị nha. Bye bye, dạ, trời em lại. Hello mọi người, lại là anh Dương Lâm Đồng Nai đây. Mọi người ơi, mọi người nhớ subscribe kênh YouTube của Lâm nha. Bởi vì kênh YouTube của Lâm có rất là nhiều clip hài hước vui nhộn cười bể cái bụng bầu. Còn chần chờ gì nữa, subscribe kênh YouTube của Lâm. I love you mọi người, cảm ơn mọi người. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã cho đời càng thêm sướng vui. Muốn sướng muốn vui hãy subscribe kênh YouTube của Lâm. Yeah.